Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái kênh BTV. Và hôm nay mình giới thiệu cho một bạn nam rất là trẻ. Bạn hiện là giám đốc của công ty High Time. Còn là chữ High Time rất là rõ. Và bạn có thể cho mọi người biết bạn tên là gì, và năm nay bạn bao nhiêu tuổi, và vì sao bạn lại chọn con đường kinh doanh? Chào tất cả mọi người. Mình tên là Nguyễn Hoàng Trương, hiện tại mình là 24 tuổi, mình là giám đốc công ty cổ phần High Time. Thì lý do mình ra chọn con đường kinh doanh đó là vì một phần gia đình mình từ xưa giờ là có truyền thống cũng là có lịch sử mua bán từ lâu. Với lại mình có máu đam mê kinh doanh từ nhỏ. Trước khi mình còn đi học, mình đã mua bán rất là nhiều thứ như là các điện thoại, thiết bị điện tử lúc mà còn học cấp 2, cấp 3. Nên là lúc lớn là mình cũng rất là quyết tâm để theo đuổi con đường kinh doanh của mình. À, vậy là cái máu kinh doanh nó bắt đầu nó từ nhỏ nó đã nhiễm vào trong máu rồi. Nhưng mà mình cũng được biết rằng là hình như là trước đây là bạn làm cơ quan nhà nước. Một người mà có máu kinh doanh vậy ngay từ nhỏ đó kinh doanh vậy, nhưng mà lại đi làm nhà nước. Thì không hiểu làm sao mà bạn kể chút xíu cái giai đoạn mà bạn làm nhà nước. Thì làm sao bạn làm việc này, mình thấy như mấy người đó phải có máu chính trị thì mới làm được. Tại sao bạn ngồi trong nhà nước và bạn ở cơ quan nhà nước bao nhiêu năm à? Bạn kể những cái câu chuyện vui buồn trong đó chút xíu ạ. Thì lúc mình tốt nghiệp xong thì mình làm ở cơ quan nhà nước được 3 năm. Và trong thời gian đó thì công việc của mình tiến triển cũng rất là tốt. Nhưng có một số bạn biết làm ở những cơ quan nhà nước thì cái công việc nó, một người vô làm công việc thì nó chỉ có tính chất mang lặp đi lặp lại, và trừ nó không có thay đổi nhiều. Mà cái bản tính của mình thì mình đi nhiều, thích khám phá, thích thay đổi, nên là lúc mà mình làm cơ quan nhà nước mà mình suy nghĩ với mình nghĩ mình để mình ra kinh doanh á, nó rất là chằn chọc. Tại vì bạn cứ tưởng tượng bạn đang mỗi tháng bạn nhận được một khoản tiền lương, tháng nào bạn cũng có tiền lương đó. Bạn làm ít làm nhiều bạn cũng được một khoản tiền đó. Mà tới chừng mà bạn ra kinh doanh thì bạn không có được cái khoản tiền đó nữa. Và cuộc sống của bạn nó cũng sẽ khó khăn như lúc đầu. Nên bạn phải suy nghĩ coi bạn có nên nghỉ hay không, hay là mình làm tiếp tục làm, hoặc là mình vừa làm vừa kinh doanh. Thì hiện tại mình biết là chắc cũng có nhiều bạn giống mình đang đi làm ở cơ quan nhà nước hoặc là những làm ở những bên ngoài, thì sẽ trằn trọc là mình có nên nghỉ để ra kinh doanh hay là mình tiếp tục làm để có những khoản tiền cố định như vậy. Thì cái đột phá nhất á là bạn dám bứt phá bỏ cơ quan nhà nước ra. Là thật sự mà nói với các bạn chứ không dễ chút xíu nè. Tại vì thường thường mà vào cơ quan nhà nước nè là chúng ta phải suy nghĩ tính toán gì trước đó rồi chúng ta mới vào. Rồi có lẽ là gia đình mong muốn, gia đình hy vọng mình nhiều lắm, bạn bè đâu nữa. Mà sao mà bạn bứt phá được cái ghế nhà nước để bạn ra bạn làm cái này là thấy là cả một kỳ công á. Dạ đúng. Lúc mà mình vô mình làm thì gia đình rất là ủng hộ và vui. Tại vì con mình mà vô là làm được công việc ổn định, tháng nào cũng có tiền và công việc cũng rất là có tính phát triển. Nhưng cái làm mình bứt phá nhất á là mình cứ làm tới một giai đoạn mình cảm thấy nói sao ta, tức là không có gì thay đổi, chứ cái công việc đó nó không có gì thay đổi mà cũng không có gì tạo ra cái tính tiền đề tiếp theo cho mình, nên mình mới bắt đầu ra tìm con đường kinh doanh riêng của mình. Và sau thời gian mình đi ra mình tìm, mình làm được một khoảng thời gian, mình thấy có khách hàng ổn định, thì mình bắt đầu tính tới chuyện coi là mình nên tiếp tục làm trong cơ quan hay là mình ra mình làm riêng. Cái giai đoạn đó rất là khó khăn, là chỗ là mình phải suy nghĩ mình nên tiếp tục ở đây hay là mình ra mình làm riêng để mình duy trì đồng tiền ổn định, lúc nào cũng phải ổn định. Và cái khi bạn cứ tưởng tượng bạn đang có một khoản tiền ổn định mà có người kêu bạn nghỉ, thôi mày nghỉ đi, mày ra đi ra ngoài làm tiền nhiều hơn hay không thì chưa biết. Thì cái đó là cái giai đoạn khó khăn nhất mà bạn đã quyết định coi ra kinh doanh riêng hay là vẫn tiếp tục làm. Và cái điểm chuyển là quyết định nghỉ dứt khoát và ra chọn làm kinh doanh, là cái điểm chuyển đó là cái điểm gì? Lúc đó bạn trăn trở như thế nào? Cái bạn ngủ nghỉ, cái con người bạn nó trăn trở như thế nào? Cái điểm chuyển nhất, lớn nhất
mà cái ngày mà quyết định bạn nộp đơn mà nghỉ việc đi. Cái điểm chăn trở nhất là tại vì chỗ mình làm á thì tất cả mọi người đều rất là quý mến mình. Và cái điểm chuyển nhất là mình, thứ nhất là tiền, nói thẳng ra nói nhất là phải có tiền, tiền nhiều mà mình vướng nhất là cái chỗ tiền bạc, nên là cái điểm chuyển của mình là mình sẽ nghĩ, một là ra luôn làm để có tiền, hai là mình nghỉ ở ngoài mình vẫn làm ở đây để mình phát triển tiếp tục. Và mình nằm nhiều đêm mình suy nghĩ thì mình không biết nên chọn lựa thế nào. Và tới một ngày thì mình quyết định là mình nghỉ hẳn luôn để tập trung vô một con đường chính của mình là kinh doanh. Cho dù nó có đi tới đâu thì mình vẫn sẽ chọn con đường đó và đi kiên trì với nó. À, vậy thì khi mà bạn ra bạn kinh doanh thì hiện tại bạn chọn làm kinh doanh về lĩnh vực gì? Hiện tại mình đang kinh doanh bên lĩnh vực xây dựng website và lập trình app, ứng dụng di động. Một cái ngành nghề nói chung là cũng đang rất là tương lai. Tại sao lại bạn chọn làm cái lĩnh vực này? Tại vì mình có niềm đam mê công nghệ từ nhỏ. Từ xưa đã yêu thích công nghệ rồi. Và lớn lên cũng thích công nghệ và cũng đi học về công nghệ. Nên là lúc mà thì với hiện tại Việt Nam mình á rất là ít người biết ứng dụng công nghệ vô kinh doanh. Trong khi thời đại hiện nay là người ta đến đi tới đâu rồi mà Việt Nam mình thì các chú các bác các cô á ở nhà mình thôi, bà con mình người ta vẫn kinh doanh theo kiểu truyền thống. Trong khi người nước ngoài thì họ làm rất tốt những cái chuyện áp dụng công nghệ vô kinh doanh. Nên cái phần kinh doanh nó bị lỗi thời đi. Mình thấy được vấn đề đó nên mình mới bay vô mình làm lĩnh vực công nghệ để mình hỗ trợ kinh doanh cho mình và các bạn. Phần lớn là mọi người chưa hiểu lắm là hỗ trợ công nghệ trong kinh doanh đó là cái gì. Ví dụ một người họ đang có một cái shop hoa tươi, buôn bán một cái shop hoa tươi mà bây giờ họ ứng dụng kinh doanh công nghệ của bạn nó lạ gì, bạn có thể nói cho mọi người rõ hơn. Thí dụ như là về shop hoa tươi đi, hiện tại nếu mà bán truyền thống á, bán ngoài chợ truyền thống đi, làm tay nhặt hoa về ta bán cho những cái người tiểu thương, người ta bán cho những người đi chợ. Còn nếu mà ứng dụng công nghệ trong kinh doanh á thì mình có thể tạo một cái app mang tên cái shop hoa đó, và khi như khách hàng người ta mua mình chỉ cần kêu chị cài app, và lúc mà chị mua hàng đặt hàng trên app sẽ được cập nhật giá và được khuyến mãi và giao hàng tận nhà, thì mình kích thích người tiêu dùng, người ta mua tại nhà, người ta không phải chạy đi xa nữa mà người ta vẫn được những bó hoa rất là tốt. Và khi người ta mua số lượng nhiều thì mình đã tích lũy được điểm và mình tặng quà cho người ta, phải mang tính cho người dùng happy và tính trải nghiệm người ta tốt hơn. Đó À. là trong một lĩnh vực nhỏ như là lĩnh vực hoa. À, ví dụ một cái doanh nghiệp họ mới ra khởi nghiệp, họ kinh doanh về mỹ phẩm mà họ rất là nhỏ thôi, nói là mỹ phẩm một thêm một mình họ họ mới ra họ bắt đầu thì họ ứng dụng cái công nghệ vào trong cái khởi nghiệp mỹ phẩm của họ như thế nào? Hiện tại nếu mà lĩnh vực công nghệ mỹ phẩm mà ứng dụng vô ngành mỹ phẩm á thì nhất là về app, web, hai cái đó là không thể thiếu trong kỳ kinh doanh ngày nay, và giá thành của nó rất là rẻ và mình có thể ứng dụng được nhiều. Mình có thể chia sẻ những cái đoạn video trên app của mình hoặc là trên web của mình cho khách hàng biết cái cách sử dụng mỹ phẩm đó là sao, nó đem lại ích lợi cho mình. Và người dùng người ta rất là đói thông tin và niềm tin, nên là công nghệ sẽ truyền thông tin và niềm tin đấy cho người ta, cho những khách hàng của mình để họ hiểu hơn về sản phẩm của mình và đặt lòng tin vào sản phẩm của mình nhiều hơn qua những cái như là website nè, app, ứng dụng di động mang tên doanh nghiệp của mình để nâng cao hình ảnh những doanh nghiệp nhỏ của mình lên. À, vậy thì bạn có thể cho biết là bước đầu ra khởi nghiệp chắc chắn là nó khó khăn, nó không bao giờ cái con đường nó thẳng nó suôn hết. Vậy bạn có thể cho biết rằng là cái lúc mà bạn ra khởi nghiệp cho đến giờ vậy thì những cái khó khăn, những cái trăn trở, những cái có những lúc bạn muốn bỏ cuộc không, và cái đó là cái gì, bạn có thể cho mọi người biết chút. Từ lúc mình ra khởi nghiệp tới giờ mình trải qua rất là nhiều chuyện và rất là nhiều sản phẩm chứ không phải là mình đi tới cái sản phẩm này. Và mình vẫn nhớ nhất là cái ngày đầu mình ra khởi nghiệp á, là mình bán một cái xe đẩy. Và mình xách chiếc xe đẩy đó, mình thì dân xưa giờ không biết bán hàng, nó không có biết bán hàng trực tiếp nó là sao á, mình xách cái xe đẩy đó ra ngoài chợ lớn á, quận 5 á.
mình cứ thấy cửa hàng nào có bán xe đẩy hay bánh xe mình cứ chạy vô mình nói chú ơi con bên con có cái xe đẩy này, chú ơi bên con có chú có cần mua cái xe đẩy này không, thì đa số là nhận được những cái câu như là thôi mày đi đi hoặc là có gì quay lại nha con. Mình đi hoài vậy gặp rất là nhiều câu như vậy và cũng gây ra sự nản của mình. Và tới một ngày mình bực quá mình mới vô mình hỏi một cái người mà mình cái chú đó cũng già rồi chắc cũng năm mấy tuổi một cái cửa hàng bán xe đẩy. Mình mới hỏi chú ơi tại sao con bán như vậy mà chú không mua hàng của con? Thì ổng mới nói ở đây ổng không có bán cái mặt hàng này, người ta không mua mặt hàng này nhiều. Con đi qua bên mé bên chợ Kim Biên á, người ta bán cái này nhiều. À thì mình nhận ra một điều và mình rất cảm ơn cái người chú đó đã chỉ cho mình cái cách bán hàng ở bên à, chú đó cũng chỉ cho mình thêm cái cách bán hàng làm sao để bán được cái xe này ở bên chợ Kim Biên và gặp những người nào người ta có thể mua. Và mình làm theo cái chú đó, mình qua bên chợ Kim Biên mình bán cho một cái cô kia chủ cổ chuyên bán các loại xe đẩy luôn. Thì mình vô mình cũng chào xe như bình thường và mình cũng hỏi cô đó, thì cô đó đặt cho mình 3 chiếc xe. Thì mình mới nhận ra một điều là cái người mua hàng của mình cũng là người thầy của mình để chỉ mình cách bán hàng cho họ. Mình tự tâm đắc nhất mình vẫn nhớ mãi về cái ngày đầu mà mình đi bán như vậy và lần đầu tiên mình bán được một đơn hàng rất là lớn là 3 4 chiếc xe một lần, và cứ những lần sau là hết cái khu chợ Kim Biên đó là mình cũng bán được 3 4 tiệm vậy. Tuyệt vời, cái câu chuyện của bạn nó rất là tuyệt vời. Vậy thì những cái niềm vui trong kinh doanh của bạn nó là gì? Từ lúc mà ra kinh doanh cho tới giờ thì nó có những niềm vui, những cái khó khăn, nhưng mà nó có những cái niềm vui. Em có thể chia sẻ cái niềm vui mà nó làm cho cái người kinh doanh nào cũng phải có niềm vui, nó có cái cảm hứng để mà mình đeo đuổi cái công việc kinh doanh đó, thì cái niềm vui trong việc kinh doanh của em nó là gì? Niềm vui trong công việc kinh doanh của em thứ nhất là thời gian ở bên gia đình bạn bè mình rất là được nhiều thời gian và mình chủ động được thời gian để mình làm việc và mình đi học hỏi rất là nhiều từ những các anh chị đi trước, rồi thời gian chung sống cùng gia đình. Và mình được một cái nữa là lúc mình ra khởi nghiệp kinh doanh thì rất là được em trai mình ủng hộ nên là cái thời gian đầu cũng khó khăn nhưng mà cũng sẽ vượt qua. Và thời gian niềm vui nhất của mình là thời gian và mình rất là quý trọng cái thời gian đó. À, tức là ra kinh doanh mình có được nhiều thời gian dành cho mình, cho gia đình hơn đúng không? Dạ đúng. À, rất rất là tuyệt vời. Ồ, vậy thì cái điều này nó hơi khác với rất là nhiều người ra khởi nghiệp. Nhiều người ra khởi nghiệp là đầu tắt mặt tối, từ sáng cho tới trưa cho tới tối hầu như họ có thời gian đi gặp bạn bè luôn. Mà mình thấy càng ngày mà bạn ra khởi nghiệp mà bạn càng mập ra đó. À, vậy thì bạn có thể cái bí quyết làm sao mà ra khởi nghiệp mà bạn lại mập ra mà bạn không phải ốm, nhiều người ra khởi mà nghiệp một hồi ốm nhom mặt mụn không, à, bạn có thể chia sẻ không? Cái này thì nói sao ta, thường thì mọi người ra khởi nghiệp là mọi người sẽ nghĩ làm thật là nhanh thật là, tại vì mình có giai đoạn vậy là mình cố gắng làm thật là nhiều thật là nhanh nhưng mà có thể là công việc nó không có đạt được như ý mình muốn. Mình sau một thời gian mình đi mình nhận ra là cái gì cũng phải có giai đoạn của nó hết á, giai đoạn phát triển và phải từ từ mình học hỏi. Mình rất nhớ mãi một câu của thầy vậy là bạn dành để 4 năm để bạn đi học đại học nhưng mà khởi nghiệp thì bạn muốn nó nhanh mà trong khi là bạn chưa có trải qua từng giai đoạn học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3 để bạn trải nghiệm 3 4 năm chờ về kinh doanh mà bạn lúc nào cũng mong muốn nó nhanh và tốc độ nó phải nhiều. Thì đó mình thì chỉ có là một ngày mình làm khoảng mình đặt plan thí dụ 4 việc thì mình làm hết 4 việc đó là mình ok mình nghỉ. Chứ mình không có cần phải tốc độ mà nhanh quá. Thì theo cái kinh nghiệm của em là vậy thôi, Tốt. phải công bằng với nó. Vậy thì cái cơ duyên nào bạn biết đến B-training và bạn cứ nghĩ rằng là ra khởi nghiệp chúng ta cần phải có những kiến thức, có sự hướng dẫn bà bạn không? Cơ duyên biết đến B-training đó là thông qua một người em làm chung cơ quan thì bạn của đó làm trong B. Thì mới đầu mình hiện lúc đó là mình đang học liên thông đại học Bách Khoa ngành chuyên ngành công nghệ thông tin và mình cũng không có nghĩ là mình sẽ tham dự cái lớp của bên thầy, nhưng mà chiều đó trường cho nghỉ thì mình cũng ghé ngang mình học và mình thấy thầy nói những điều rất là đúng. Và lúc mà kinh doanh thì mình quyết định là sẽ tham gia vào học để lấy những cái nền tảng cơ bản
Tại vì lúc bạn ra kinh doanh không phải cái gì bạn cũng biết, bạn đừng có tưởng là mình bán cái này bán cái nọ là mình đã kinh doanh. Cái đó là một quan niệm theo mình là không không được đúng lắm. Tại vì kinh doanh là phải có những cái kế hoạch rõ ràng và mình phải học những cái nền tảng, mình nhìn bức tranh bao quát của nó mình mới làm kinh doanh được. Và mình là một dân công nghệ thì nói chung là dân công nghệ thì bạn biết rồi, rất là khô khan, nên là lúc đi học mình cũng ít nói chuyện lắm. Giờ mình ngồi cái camera mà mình nói chuyện được vậy là cũng rất là đột phá. Thì vô BeChainIn mình học được rất là nhiều thứ, từ marketing, sale và cách làm lãnh đạo đội nhóm như thế nào để mình có thể truyền tải đến thông tin đến nhân viên mình và khách hàng của mình. Thì những cái mình tâm đắc mình học được điều đó. Và cái lúc mà mình kinh doanh thì cái hướng tiếp theo mình làm là gì, hay là mình chỉ bán tới bán lui, bán tới bán lui mình kiếm tiền thôi, thì cái khái niệm đó là BeChainIn truyền đạt rất là tốt cho mình chỗ đó. Rất là tuyệt vời. Bạn có thể chia sẻ cho mọi người biết là hiện tại ai là đối tượng khách hàng của bạn không? Đối tượng khách hàng của em hiện tại á là những khách hàng mới ra khởi nghiệp hoặc là những doanh nghiệp siêu nhỏ. Họ cần cái gì? Họ cần kiến thức về internet, kiến thức Rồi. về công nghệ và ứng dụng công nghệ trong kinh doanh. Thì mình cần cái đó mình làm cái gì? Tại thông tin hiện nay trên mạng rất là nhiều, nhưng mà đa số muốn tập trung lấy tiền của tất cả các bạn thôi. Mà trong khi là mình thiếu niềm tin, thì mình cần cái gì để mình xây dựng niềm tin đó, mình phát triển kinh doanh của mình. Đó là mục tiêu muốn hướng tới, là chia sẻ những giá trị mà mình biết đến cho mọi người. Và khách hàng của em là những doanh nghiệp vừa thành lập và những bạn khởi nghiệp công ty nhỏ. Ví dụ như là bây giờ là mình mới là người chuẩn bị thành lập này để mình ra kinh doanh một lĩnh vực mỹ 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 phẩm thì bạn gặp mình đó thì bạn tư vấn mình những cái Nếu mà bạn gì? mới kinh được kinh doanh mỹ phẩm thì mình gặp mình thứ nhất mình sẽ nói về những cái kênh mà bạn nên bán hàng ở đó, như là kênh website, Facebook, có Facebook, có website, có YouTube, những cái đó là nơi mình cung cấp cho khách hàng. Và cái website là như cái nhà của mình vậy, nó không thể nào bị phai đi hết, mình lưu trữ những lịch sử. Thường các bạn làm kinh doanh, bạn làm website cho có để đó, nhưng các bạn không có lưu trữ hình ảnh lịch sử mình đã giao dịch với khách hàng, mình đã nói những gì, mình đã làm những gì, để nó như một cái căn nhà trên online của bạn, nó lưu trữ lịch sử làm gì của bạn lại, tương lai nó rất là tốt cho bạn. Và mình bán hàng qua mạng như thế nào cho hiệu quả và chạy quảng cáo như thế nào để nó không bị tốn tiền cho mình. Vậy thì một người mà họ xem này và họ ở rất là xa, họ ở túc trên Tây Nguyên, trên Gia Lai, họ xem này và họ muốn liên hệ với bạn thì họ phải làm như thế nào? Các bạn có thể liên hệ với mình qua Facebook hoặc là Zalo hoặc là website của mình, thì mình thường xuyên có những cái chia sẻ nha, các kênh video để hướng dẫn các bạn mới lúc ra khởi nghiệp thì mình nên làm cái gì đầu tiên để cho nó đạt hiệu quả tốt nhất. Làm sao liên hệ? Họ chưa biết cái tên Facebook của bạn là gì. Facebook của mình là Nguyễn Hoàng Chương viết có dấu, hoặc là số điện thoại mình 090 372 5050. Có cái số điện thoại đó là luôn Facebook và Zalo, các bạn có thể liên hệ mình qua đó. Website. Website là haitham.vn. Hai tầm giáo viên rồi. Vậy thì bây giờ bạn ra khởi nghiệp còn rất là trẻ, 24 tuổi thì phần lớn mọi người đang ngồi ở trong các cái cơ quan nhà nước hoặc các cái công ty. Thì bạn còn rất là trẻ và bạn đã bứt phá ra khởi nghiệp được. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một cái câu chuyện gửi đến cho các bạn mà chưa dám bứt phá ra, thậm chí có những bạn 30 tuổi là cứ cà thò. Thì một điều mà bạn muốn nói, bạn gửi đến các bạn trẻ đó là cái gì? Điều mình muốn nói tới các bạn trẻ là như mình, nếu mà các bạn có đam mê, có ước muốn và muốn ra kinh doanh đó, thì mình phải can đảm mình đi ra và mình kiên trì với nó. Chứ mình mà cứ suy nghĩ mình sợ, trong khi bạn chưa làm mà bạn đã sợ rồi, bạn là một chiến binh mà bạn chưa làm bạn đã sợ, thì đó là cái điều nỗi sợ đó là điều đánh bạn đầu tiên và bạn chết đầu tiên. Mình phải trải nghiệm cái vấn đề đó, nó không khó đâu mấy bạn. Mấy bạn phải dám can đảm, mấy bạn dám ra thử, mấy bạn mới biết được nó khó hay nó dễ. Còn theo mình suy nghĩ hồi lúc là mình cứ ra mình làm đi, dành cho nó 3 4 năm giống như mình đi học đại học thôi,
Còn ví dụ mình có thất bại thì mốt mình cũng có chuyện để mình kể cho con cái mình nghe. Ừ, hồi xưa ba cũng dám ra, ba dám hành động ra, ba nghĩ vô đó và ba làm. Thì mấy bạn cứ can đảm ra mà là làm thôi, cánh cửa này đóng lại và cánh cửa khác nó sẽ mở ra. Rất là tuyệt vời. Ok, vậy thì rất là vui mọi người có một cái khoảng thời gian giao lưu với Trương để gặp Trương và hiểu những tâm sự của em. Rất là cảm ơn các bạn đã có khoảng thời gian ngồi nghe Trương chia sẻ cho tới giờ. Có những cái thông tin, những cái gì bạn cần liên hệ Trương thì các bạn xem lại, review lại cái đoạn YouTube đó và các bạn sẽ là bạn đã có thông tin rồi, sẽ gặp bạn Trương trao đổi sâu hơn. Chào các bạn. Chào tất cả mọi người. Chúng ta gặp lại sau các bạn nhé.